Hello, xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu với các bác một cái đầu cơ TV. Đây là đầu Việt cơ TV. Và model và thông số như nào thì đây, mời các bác xem đầu máy HD Plus 4T đấy, và giá là cũng thôi mình tương đối trên chat. Rồi bây giờ chúng em sẽ mở ra cho các bác xem là bên trong đầu máy này có những cái gì. Đầu tiên khi mở ra là các bác thấy ngay bên trong là có một chiếc đầu được bảo vệ là rất là nhiều các loại miếng xốp. Xốp này là xốp dẻo, đập nó không vỡ được, rất là hay. Và sau khi mở ra thì đây là một cái đầu Việt KTV. Đây là một cái đầu Việt KTV thì chúng em sẽ đặt lên trên đây. Đấy, rồi cho các bác xem. Đây là cái mặt form của đầu Việt KTV. Đã được Trung tâm Kỹ thuật Tài liệu Nghiệp vụ Bộ Công an chứng nhận là đạt tiêu chuẩn để cho vào lưu hành trong các phòng karaoke gia đình, phòng hát chuyên nghiệp hoặc là cho các bác đi tổ chức sự kiện là đám cưới, chọn bài. Và đây mặt sau của chiếc đầu này là có hỗ trợ VGA cổng kết nối hình, có cổng âm thanh cao cấp là công suất A là cấp đồng trục và Optica là cấp quang. Cùng với đó là vẫn hỗ trợ thêm là các cửa jack là A, N và R, âm thanh audio analog phổ thông để các bác về cắm vào những thiết bị ví dụ như là âm ni công suất và vang số cũng đẩy. Đấy. Và tiếp theo nữa là có hai cổng video. Hai cổng video này tại sao là hai cổng? Ví dụ trong một phòng hát của các bác vẫn dùng là TV màn CD ấy, thì các bác cắm cho em là hai cổng video này vào hai màn hình chính ở trong phòng hát. Ở phòng hát thì chỉ có 2 đến 3 màn là khủng rồi. Thì thường là chỉ có 2 màn thôi, hoặc 3 màn. Và có nữa là các cửa audio in để cho tiếp nhận âm thanh để chấm điểm. In ở đây nữa là sử dụng thu âm hoặc châm điểm. Tiếp theo các cổng com này để kết nối vào chuột từ xa, tức là mắt nhận điều khiển từ xa, các bác bấm điều khiển từ xa hoặc là màn hình cảm ứng. Cộng với đó đây là có các cổng nang để kết nối mạng USB để cắm USB, chuột hoặc là phím, rồi HDMI để kết nối ra các màn hình điều khiển. Ở đây là có một cái anten này để kết nối với Wi-Fi, các bác về cắm anten vào xong kết nối Wi-Fi thì là có thể tự động cập nhật những bài hát mới nhất ở trên đầu này, không phải thao tác nhiều, chỉ một vài thao tác là các bác có thể cập nhật được rất là nhiều bài hát ở trên chiếc đầu này, tự động cập nhật bài hát mới nhất. Và có một cổng nguồn, cổng này cổng cuối cùng, đây là cổng nguồn, các bác cắm jack nguồn vào kết nối và cho máy hoạt động bình thường. Giá của một bộ đầu màn này thì các bác liên hệ trực tiếp nhé. Cái này thì em xin phép là em mua hộ, các bác nào đặt hàng thì em mua hộ thôi. Đó, đây là mặt form của chiếc đầu này rất là đẹp. Xem là trong đây còn một chút nữa là phụ kiện, gồm có là khiển điều khiển này, pin đi kèm theo này, jack nguồn này, jack kết nối ra mắt nhận điều khiển từ xa này. Đấy, tiếp theo là một dây HDMI và một vài cái dây jack phụ kiện nữa để đi theo cùng kết nối với những thiết bị cơ bản các bác cần có. Đấy, thì bây giờ chúng em sẽ bóc ra luôn cho các bác xem. Đây là một điều khiển Việt cây. Đấy, một dây HDMI, một cặp pin của hãng Con Thỏ. Đấy, và một sợi cắm nguồn. Còn nữa, một dây cáp để kết nối mắt nhận điều khiển, nên là cái mắt nhận điều khiển từ xa này các bác này. Đấy, và một cái anten để các bác nhận sóng Wi-Fi. Đấy, nhận sóng Wi-Fi, các bác kết nối với sóng Wi-Fi của nhà các bác và tự động cập nhật những bài hát mới nhất trên sóng Wi-Fi. Rồi, ok. Đó, các bác nào quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp nhé, số điện thoại dưới phần mô tả. Hẹn các bác video sau. Vậy đây là sản phẩm ủng hộ, các bác nào đặt hàng em ủng hộ cho các bác nha, giá tốt luôn.